Minasan, domo konnichiwa. Xin chào các bạn, mình là Mỹ Duyên đến từ tiếng Nhật 21 ngày đây. Hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nhau thuộc nhanh nhớ nhanh 6 từ vựng bằng phương pháp học thông minh âm thanh tương tự trong cuốn sách hack não từ vựng giao tiếp 1700 từ nhá. Rồi không chần chừ gì nữa, chúng mình cùng đi vào tìm hiểu thôi. Dạ, ikimasu. Mình cùng đến với từ đầu tiên, từ số 97. Ta sẽ học từ con dấu. Nhiều bạn học xong hết giáo trình Minano Nihongo mình vẫn chả hiểu, chả biết từ con dấu là gì đúng không? Nhưng mà đến lúc mà sang Nhật thì gần như những từ vựng chúng ta nghe thấy đầu tiên chính là hỏi về con dấu ấy đấy. Ở bên Nhật thì thay vì ký tên bằng tay thì hầu hết là họ dùng cái con dấu như này để ký. Vậy con dấu trong tiếng Nhật chúng ta có từ hanko, 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 phán tử đây đúng không? Phán tử hanko, hanko nghe gần giống như là hắn có đúng không? Hắn có con dấu. Hắn có con dấu, hắn có, hắn có, hắn có, hắn có, hắn có con dấu. Rất dễ nhớ đúng không nhỉ? Hắn có haru, haru là khắc. Vậy hắn có o haru có nghĩa là khắc con dấu. Chị, chúng mình sẽ học về thuốc lá nhé. Thuốc lá trong tiếng Nhật chúng ta có từ tabako, tabako, tabako. Chữ kanji này, yên thảo. Chữ yên này là khói đúng không? Thảo này là cỏ, khói cỏ, chính là thuốc lá. Tabaco nghe gần giống như là tabaco đúng không? Không thể tabaco được, đua đòi hút thuốc lá nữa cơ. Câu chuyện này rất là sát và dễ nhớ đúng không nhỉ? Không thể tha cho ba cô được, đua đòi hút thuốc lá cơ. Nhìn vào bức tranh nhá, để lại câu chuyện và nhớ từ vựng. Tabaco, thuốc lá. Tabaco yameru, yameru là dừng, là bỏ. Và tabaco là thuốc lá chúng ta vừa học xong. Các cụ tabaco yameru có nghĩa là bỏ thuốc lá. Các bạn mà có thói quen hút thuốc lá cũng bỏ dần đi nhá, hạn chế dần. Stress quá thì chúng ta hút thôi, nếu không thì rất là ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân mình đúng không nhỉ? Chị kỵ, chúng mình sẽ học từ khả năng. Khả năng, các bạn nhìn bức tranh, các bạn đang đi đâu đây? Đi trên biển à? Câu chuyện, tớ có khả năng lái cano đấy. Đây mà là cano á, đây là cái thuyền đúng không? Cano mình tưởng tượng là sẽ kiểu có động cơ ấy, phùng 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 phóng trên biển ấy. Đấy, tớ có khả năng lái cano đấy. Khả năng cano. Vậy khả năng trong tiếng Nhật sẽ có cái phát âm gần giống như là cano trong tiếng Việt vậy. Ta có từ cano. Cano giống y hệt đúng không nhỉ? Khả năng. Cano na kagiri itami o osaeta mushiba chi điều. Thì ở đây mushiba chi điều có nghĩa là chữa trị sâu răng. Kagiri là hạn chế và kano là khả năng hạn chế. Itami o osaeta là cơn đau đúng không? Vậy cả cụm này sẽ là chữa trị sâu răng nhằm hạn chế tối đa cơn đau. Rồi, mình cùng chuyển sang từ vựng tiếp theo. Từ vựng tiếp theo thì chúng mình sẽ học về hè nhá. Về hè. Về hè trong tiếng Nhật thì chúng mình sẽ có từ nào đây? Các bạn nhìn đây. Đây cái gì đây? Anh em gì đây? Anh ấy bám lên, bám cái bạn này. Không được đi lên về hè. Bắt người hồ đồ đang đi bộ trên vỉa hè. Bắt người hồ đồ đang đi bộ trên vỉa hè. Vậy đây là người hồ đồ đúng không? Nhìn màu đỏ vì chính là cách đọc rồi. Cách đọc gần giống trong tiếng Việt của mình thì đó chính là hồ đồ. Các bạn có thể suy ra được không? Hồ đồ, hồ đồ, hồ đồ. Rất giống đúng không? Hồ đồ nghe gần giống và có nghĩa là vỉa hè. Đây, bộ đạo này. Hồ đồ, hồ đồ, vỉa hè. Bắt người hồ đồ đang đi trên vỉa hè. Rất dễ nhớ đúng không nhỉ? Hồ đồ, vỉa hè. Hồ cô xà wa hồ đồ arukanakereba naranai. Thì cái cấu trúc nakereba narimasen có nghĩa là phải, bắt buộc đúng không nhỉ? Arukimasu là đi bộ. Hồ cô xà là người đi bộ. Hồ đồ chúng ta vừa học là vỉa hè. Các cụm này có nghĩa là người đi bộ phải đi trên vỉa hè. Chị, chúng mình sẽ học động từ mua sắm nhé. Mua, mua chúng ta có từ kaimasu, kaimasu, kaimasu. Như bình thường thì để đỡ nhớ nhiều, chúng mình chỉ cần bỏ đuôi masu đằng sau và nhớ cho mình chữ kai nhé. Kai, kai, kai nghe gần giống như là kai thuốc, mấy cái kai nghiện của mình ấy nhỉ. Thì chúng mình ở đây có câu chuyện kai nghiện mua sắm. Ừ, rất liên quan luôn. Kai nghiện mua sắm. Kai, mua. Kaimasu, chữ kanji là chữ mãi này đúng nhỉ? Kaimasu. Kono shouhin o kaimasu.
Shōhin là hàng hóa. Kono shōhin là cái hàng này. O kaimasu, mua, mua hàng hóa. Kaimasu, cai nghiện mua sắm, các bạn nhớ chưa? Chị, bây giờ thì chúng mình sẽ học tên động vật. Không phải bạn nào cũng biết tên loài động vật này đâu. Đó chính là tê giác. Tê giác trong tiếng Nhật thì người Nhật sẽ có cái gọi là sai. Sai nghe như đúng sai chứ nhỉ? Săn bắt tê giác là hành động sai. Các bạn nhớ bức tranh này. Săn bắt tê giác là hành động sai. Sao câu chuyện này lại mang tính giáo dục cao thế nhỉ? Săn bắt tê giác là hành động sai. Tê giác, sai, rất dễ nhớ đúng nhỉ? Sai no chino wa hone dewa nakute. Thì ở đây ta có sai, học rồi, rất dễ, tê giác. Chino là sừng, hone là xương, dewa naku là không phải. Vậy sừng tê giác không phải là xương. Kiến thức thần thức luôn đúng không? Sao cái ví dụ 102 để cứ giáo dục cao kiểu gì nhỉ các bạn nhỉ? Sai, tê giác. Rồi bây giờ chúng mình cùng đi vào ôn tập những từ vựng mà chúng mình vào cho bài nhá. Từ đầu tiên, các bạn nhìn vào bức tranh, mình sẽ nhắc câu chuyện để các bạn nhớ từ vựng này nhé. Hắn có cái gì? Hắn có con dấu. Hắn có hanko. Hanko, con dấu. Không thể tha cho ba cô được. Ba cô gà đó làm sao nhỉ? Không thể tha cho ba cô được. Dám hút thuốc lá cơ đấy. Tha ba cô. Thuốc lá. Khán tán desu ne. Khả năng trong tiếng Nhật thì chúng mình sẽ có từ vựng nào nhỉ? Các bạn nhớ lại câu chuyện. Tớ có khả năng lái cano đấy. Cano. Cano. Khả năng. Đố các bạn biết về hè trong tiếng Nhật thì chúng mình sẽ có từ nào nhỉ? Nếu các bạn chưa nhớ được thì chúng mình cùng nhìn vào bức tranh và liên hệ lại câu chuyện nhé. Chúng ta bắt ai? Bắt ai đang đi trên vỉa hè kia? Bắt người hồ đồ đúng không? Hồ đồ. Hồ đồ. Vỉa hè. Mua trong tiếng Nhật chúng ta có động từ nào nhỉ? Câu chuyện của chúng ta là cai nghiện mua sắm. Cai thêm đuôi mas sự để chuyển thành động từ kaimasu. Kaimasu, mua. Rồi bây giờ sẽ đến một từ rất là khó đây. Việc săn bắt tê giác là làm sao? Việc săn bắt tê giác là sai trái. Tê giác, sai. Jigyo wa owari desu. Buổi hôm nay chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn đã nhớ được toàn bộ 6 từ vựng ngày hôm nay chúng mình học chưa? Và nếu các bạn thấy video của chúng mình hay và bổ ích thì các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng cách nhấn subscribe kênh, like và share để tiếp thêm động lực cho mình ra những video tiếp theo nhé. Nếu bạn nào mà muốn mình mở rộng thêm phần nào thì các bạn có thể comment bên dưới cho mình biết để mình hoàn thiện hơn video của mình. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình trên con đường chinh phục tiếng Nhật. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới. Bye bye!